talk about the metta, loving kindness. So metta is also very important for our society. That's why, so I think a yogi should understand how to practice metta and what is the metta benefit. That's why tonight, so I would like to talk about the metta, loving kindness. Chủ đề của bài pháp thoại tối nay thì tôi sẽ nói về tâm từ, metta. Thì tâm từ ở đây nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống cộng đồng, trong xã hội của chúng ta. Thì chính vì vậy là hôm nay chúng ta sẽ học cái cách thực hành tâm từ ra làm sao và những cái lợi ích của thiền tâm từ là gì. So metta is one of the Samatha meditation practice. There are 40 kind of Samatha meditation practice. Then metta is one of the Samatha meditation objects. Also, the Buddha talk about the metta occasionally, about the metta and metta benefits. That's why, so we also should know how to practice metta. Quý vị cũng biết là tâm từ ở đây nó là đối tượng của thiền Samatha hay là thiền trì, và nó là một trong 40 cái đề mục hành thiền Samatha. Và cũng trong nhiều bản kinh thì Đức Phật cũng đã đề cập về cái cách thực hành thiền tâm từ. Thì chính vì vậy là chúng ta cũng cần tìm hiểu xem thiền tâm từ ở đây là như thế nào. Especially the metta is for older people who is very old, sick, they cannot practice the meditation, or the someone is very busy to have sitting meditation, they don't have the time, then metta can practice any time, even you have the 5 minutes, or when you are there walking, or when you are waiting, when you are selling something for customer, waiting, even you have the 5 minutes, then you can practice metta. That's why. So of course, metta is for everyone, but especially for the older people, someone is very old and sick, someone is very, very busy, they don't have time to practice meditation. So then even they have the 1 minute or 5 minutes, then they can practice metta. Thì trên thực tế thì thiền tâm từ là nó dành cho tất cả mọi người chúng ta. Thế nhưng mà ở đây thì nếu mà là những cái người già yếu hay là những cái người mà có nhiều bệnh tật mà chúng ta không có thể hành thiền minh sát chẳng hạn, hoặc là những cái người mà người ta rất là bận rộn trong công việc, nhưng mà do cái công việc bận rộn như vậy thì chẳng hạn như là chúng ta phải đợi khách hàng, chúng ta phải làm việc này việc kia, và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta chỉ có từ 1-2 phút cho tới 5 phút thôi. Thì tất cả những cái đối tượng, đặc biệt là ba cái đối tượng vừa kể trên, tức là người già, người bệnh và những cái người bận rộn, thì là người ta có thể áp dụng cái việc hành thiền tâm từ. So also metta is the one of the sthulareka bhavana for protection. So also we ask the yogi to practice metta or bodha nosti, asubha bhavana, marana nosti. So they can choose one before they observing the object, sitting meditation about 5 minutes, 10 minutes. Thế thì quý vị cũng biết là thiền tâm từ ở đây là nó cũng nằm trong cái nhóm thiền bảo hộ, và thiền sinh cũng được khuyến nghị là dành từ 5 phút hoặc là 10 phút lúc ban đầu mới ngồi thiền để chúng ta thực hành về thiền tâm từ. Và bên cạnh đó chúng ta có thể quán về thể trược, hoặc là chúng ta quán về sự chết, thì đó là những cái loại liên quan tới thiền bảo hộ. There are three kind of metta: kaya kamma metta, vasi kamma metta, manokamma metta, bodily, the speech,
the will, the mano, the thinking, to observing the meditation object, then we have the bodily, the kaya kama, vasi kama, mano kama, metta, there are three kinds of metta. Thì liên quan tới tâm từ ở đây thì quý vị cũng thấy là nó có ba loại. Thì có thể đó là thân từ, khẩu từ và tâm từ. Nó xuất phát từ ý của chúng ta. Thân từ các cái hành động mà mang đầy cái từ tâm. Và rồi là cái khẩu hay là lời nói của chúng ta. Nó có tự ái trong đó. So one time, the group of the monks so asking the meditation instructions from the Buddha. Then they went to the forest to practice meditation. So at the time, there is no meditation center. They go to the forest, stay there under a tree. Right? So when the monks arrive to the forest, so then, of course, there are devatas, so they have to stay in the trees. When the monk came into their tree and forest, so they have to leave the other place. They thought this monk will stay for a few days and then they will go back. When they go back, they will take back their place, the tree. But the monk stay very long to practice. So when the monk stay very long, they have no place to stay for their kids or so on. Then, so they trying to scare the monk, showing something for the scary thing, making the sound. So making the best smell, many best things they did. Then the monk cannot practice anymore. There are a lot of distractions, seeing the ghost or seeing other things, hearing the, smelling the bad things. So they worry and scare. They go back to the Buddha, explain about their problem and difficulty. Thế thì có một lần, dưới thời Đức Phật thì có một cái nhóm tỳ kheo, người ta đi tới một cái khu rừng nọ để hành thiền. Và cái thời đó thì không có các cái trung tâm thiền như chúng ta bây giờ. Và họ phải ngồi dưới các cái cội cây để hành thiền. Thì quý vị cũng biết là thông thường trong khu rừng thì các cái cội cây là nơi trú ngụ của các cái phi nhân hoặc là các cái vị chư thiên. Thế thì khi các cái vị tỳ kheo mà ngồi hành thiền dưới cội cây như vậy thì họ buộc lòng phải đi chỗ khác để nhường chỗ cho các vị tỳ kheo. Và họ cũng nghĩ rằng là có lẽ là các vị này chỉ ở đây trong vòng một vài ngày thôi, thế khi nào các vị đi thì chúng ta sẽ quay trở lại. Thế nhưng mà không ngờ là các vị tỳ kheo lại hành thiền ở lại rất là lâu. Thật ra là họ cũng không biết thế nào vì họ cũng không có cái nơi chốn nào để ở cả. Và cuối cùng thì họ phải nghĩ ra là phải làm thế nào để cho các cái vị tỳ kheo hoảng sợ mà bỏ đi. Chính vì vậy mà họ làm ra các cái hình ảnh, cái hình hù rất là kỳ dị, rất là kỳ quái. Rồi là họ tạo ra các cái âm thanh rất là rùng rợn, cũng như là các cái mùi hôi thối. Và những cái hình ảnh, những cái âm thanh cũng như là các cái mùi đó nó ảnh hưởng tới các cái vị tỳ kheo, làm cho quý vị không thể nào tập trung trong việc hành thiền được. Và rồi cũng một vài người cũng cảm thấy rất là bị khuấy động và hoảng sợ. Thế thì cuối cùng là họ quyết định là để tới gặp Đức Phật và trình bày với Đức Thế Tôn về những cái trở ngại. Then the Buddha taught the group of the monks about the Metta Sutta in Bali. Karaniya mara kusalena yanda dana bram bismesa sego ududa sududa duazosada muru nadi manam sandosakosa duvarosa abaginsosa sanauga hodi taniniriyosa nipakosa abagabo kureta nanagaito nadagura madre genzi yena unyupare ubavreyo tuki nova kemino hondu tabatada hondu tuki tada. So actually this Metta Sutta is very, very nice sutta if you know
The translation of the Mbiena Vietnamese, very, very nice and very, very detailed. The practicing the metta, the practicing all beings, including the small, long, short, the seeing or not seeing, so female or females. So practice metta very, very nice, the embodied. Then when the bhikkhus learn from this metta sutta, then they went back to the forest. Then before they practice meditation, they practice metta. So all beings were unhappy, right, in Pali. Since they practice the metta, then these devotees, before they are enemy, they were enemy for the monk, because these devotees had never seen the monk before. That's why they don't like it. Since this monk practice metta, then the metta very quickly spread to the all devotees around. Then the devotees became the friends of the monk. They didn't do like before, scary things even. They help the monk. They try to help the monk, whatever is the monk's necessary, needed. And the monks and devotees became their friends. That's why the metta is also very important. Thế thì khi mà quý vị tỳ kheo trình bày vấn đề lên cho Đức Phật thì Đức Phật đã chỉ dạy cho các tỳ kheo cái phương pháp hành thiền tâm từ, và quý vị cũng biết đó chính là bài Karaniya Sutta, và cái bài kinh này thì cũng đã được dịch ra tiếng Việt của chúng ta, và trong đó thì chúng ta có thể giải tâm từ cho tất cả các chúng sinh có thân dài, chúng sinh có thân ngắn, chúng sinh hữu hình hoặc là chúng sinh vô hình, vân vân, tất cả các cái loại chúng sinh. Và rồi sau khi đã thọ nhận cái hướng dẫn từ Đức Thế Tôn, các vị tỳ kheo quay trở lại khu rừng đó và các ngài đã thực hành ngay cái việc giải tâm từ. Và do cái năng lực của giải tâm từ, năng lực của tâm từ như vậy thì các cái vị chư thiên, các cái vị phi nhân trước đó thì dường như là những cái thù nghịch với các cái vị tỳ kheo, nhưng mà lúc này đã được cái năng lực của tâm từ nó ban giải cho tới tất cả các cái loài phi nhân ở đó, thì họ dường như cái tâm tính nó trở nên dịu trở lại, và họ thấy là họ cần phải hộ trì và bảo vệ cho các cái vị tỳ kheo. Chính vì vậy là chuyển từ thù nghịch thành những cái người bạn, thì các cái vị phi nhân đó đã hộ trì, đã bảo vệ cho các vị tỳ kheo trong suốt cái thời gian mà họ tu tập tại khu rừng đó. Và chính vì vậy mà cái việc mà thực hành giải tâm từ nó đã đạt được những cái lợi ích cho các vị tỳ kheo. Từ Madaya Daniya Buddha Mayuta Iga Buddha Madurekhi Ivamitava Buddhetu Manatam Bhavi Aprimanam. So Mada left the only one, his son, take care of him very much. In the same way, so please left the metta to all beings. Right? The mother left only his son or take care. In the same way, they please the metta to all beings, the Buddha says. So if we practice also metta, then the metta we can feel back. If we have the metta, the others also will be back with the metta. If we do not have the metta, the other will not have the metta. That's why also one time the Buddha taught, please, so do not respond with the anger, with the anger. If you respond anger with the anger will not be ended. Means if someone is angry with you, you angry back, then this kind of the angry will not be ended. Then if someone is angry, then show the metta. Then the metta were really effective, then the other person will be metta for you. That's why the Buddha said,
The metta is the very important. That's why don't respond if someone is angry with you with anger. If they are angry with you, please respond kindly with the metta, then you will see the metta back. Thế thì quý vị cũng thấy là cái năng lực tâm từ ở đây nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy là do cái nếu mà có một cái vấn đề gì chúng ta giải tâm từ thì chúng ta cũng nhận được cái phản hồi tâm từ từ các cái đối tượng đối nghịch với chúng ta. Thế còn nếu mà chúng ta không có giải tâm từ thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng nhận được một cái sự phản hồi tương ứng. Thì chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã nói rằng là sân hận không thể nào được hóa giải bằng các cái sân hận. Thì nếu mà chúng ta dùng cái sân hận để đối đáp lại sân hận thì cái sân hận đó nó chỉ càng mạnh và tăng lên mà thôi. Và cái năng lực tâm từ ở đây nó chính là cái sự hóa giải đối với các cái cơn sân, đối với những cái lực lượng thù địch. Chính vì vậy mà cái vai trò của tâm từ nó rất là quan trọng, và Đức Phật đã sử dụng cái năng lực tâm từ để hướng dẫn và chỉ dạy cho các vị tỳ kheo trong việc áp dụng trong những cái trường hợp tương tự như vậy. And the Buddha said the end of the Metta Sutta. Edan sadan nidhe no wa diyano yavadatta vidha mendo. Edan sadan dhidhe ya dhamma metan vuyara mida mahu. Edan sadan nubha kama tila vadatne na tamano. Kame duniya ketan naisa tukavadeya kunariti. If someone practices in four positions for Iriyapata, standing or sitting or going, lying down, so as long as your mind is fresh, even if you practice the metta, standing, going, sitting, lying down, finally you can remove the your attachment kilesa, then you can gain the nirvana. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta giải tâm từ ở đây thì cũng giống như là cái việc mà cái người mẹ người ta bảo vệ cái đứa con duy nhất của mình, thì như vậy là chúng ta cũng thực hiện cái việc giải tâm từ này cho tất cả các chúng sinh. Và cái việc giải tâm từ này có thể được thực hiện trong tất cả các cái oai nghi, tất cả các cái tư thế của chúng ta, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thì cho chỉ dù trong một chốc lát thôi thì cái năng lực của giải tâm từ này nó cũng có những cái lợi ích, những cái kết quả đem lại rất là đặc biệt. So at the time of the Buddha, there was a monk named Subuddhi. The Subuddhi monk practiced metta all the time, the whole day. Even when he go Armstrong, on the way he practiced Sukhi, Hoda, Dukkha, Mosada, all beings, be well happy, and all beings free from the suffering. He practiced all the time. So even when he go Armstrong, he was waiting for food, the devotees, the preparing, then he waiting also, he practiced metta, sukhi, hoda, dukkha, mosada. So even when the devotees giving food into his bowl, he is practicing metta. So when the Subuddhi practice metta, whenever he go, then the people were very, very peaceful, very, very happy. Also, at that time when the Subuddhi monk go there, sometimes the people wish to have the raining because the farmer need the rain. So when the Subuddhi monk go there, then the weather is automatically changed to the good. Then if they're very hot, even the summertime, the raining coming to the people and for their business. So because of the his metta, then even the weather changed to the good weather, then people, when he go, the people were so happy and peaceful because of the his metta. Thế thì quý vị thấy là đến thời Đức Phật có một cái vị trí cao tên là Subuddhi, và vị này trong suốt cái khoảng thời gian lúc nào cũng thực hành về thiền tâm từ, ngay kể cả khi đi bát thì lúc nào vị cũng luôn luôn giải tâm từ cho tất cả chúng sinh,
cầu cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc, cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ tâm và khổ thân. Thế rồi là trong suốt những cái thời gian kể từ khi mà các thí chủ đặt bát rồi là tiếp tục trên cái con đường mà đi từ ngôi nhà này tới ngôi nhà khác, thì Ngài luôn luôn thực hành cái thiền tâm từ. Và do việc thực hành thiền tâm từ một cách liên tục như vậy, đâm ra là Ngài đi đến đâu cũng được mọi người rất là yêu quý và thương mến. Tất cả những cái nơi mà Ngài đến đều được cái sự an vui, cái sự hạnh phúc. Và rồi là do cái năng lực tâm từ của Ngài thì có nhiều nơi các cái dân làng họ cần có nước, vì là có những nơi thì do cái sự hạn hán nắng rất là lâu thì dân làng cũng mong muốn có những cái cơn mưa. Thì chính vì vậy mà khi Ngài Subhuti đi tới những cái nơi như vậy thì do cái năng lực tâm từ của Ngài thì cũng làm cho thời tiết nó trở nên thay đổi, từ hạn hán trở sang mưa rào, đem lại những cái niềm an lạc cho chúng sinh xung quanh khu vực đó. When the Subhuti man practiced metta all the time, finally he reached the dakshana. If someone practiced metta, they can reach the dakshana. This is the highest jhana by practicing metta. Then Subhuti man reached the dakshana state. When he reached the dakshana state, he changed to the vipassana. Vipassana, he observed the jhana padas every day. So jhana padas, that the jhana is sukha ekagata. And so he observed the sukha ekagata, the other following the siddha siddhikas. Then finally he see the anicca dukkha anatta. He attained a relationship based on the metta bhavana. Thế rồi quý vị cũng biết là do cái việc mà thực hành thiền tâm từ một cách liên tục như vậy, và cuối cùng Ngài Subhuti đã đạt được tầng thiền thứ ba. Thì đối với những cái người mà hành thiền Samatha thì tầng thiền thứ ba là cái tầng thiền cao nhất có thể đạt được thông qua thực hành thiền tâm từ. Và sau khi đã đạt được tầng thiền thứ ba thì Ngài bắt đầu chuyển qua thiền quán. Và lúc này là Ngài quán chiếu về các cái chi thiền tại tầng thiền thứ ba mà mình đã đạt được. Và Ngài thấy là nó bao gồm có Sukha và Ekagata, tức là lạc và nhất tâm. Và rồi là Ngài quán chiếu tất cả các cái tâm và tâm sở sinh khởi. Thì lúc đó Ngài quan sát các cái tâm đó dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và cuối cùng Ngài đã đạt được cái quả vị A-la-hán. So I would like to explain more about those kind of practice. The Subhuti monk, firstly, he practiced metta bhavana, samatha meditation. Then later, he changed to the vipassana. Then he attained the arahantship. This kind of practice we call in Bali samatha yanika. Someone practiced samatha first, then they practice vipassana later, then we call samatha yanika. Someone practice vipassana first, and later they practice samatha, we call this is vipassana yanika. Someone do not practice samatha at all, they just practice vipassana only, call in Bali sukha vipassaka, only vipassana practice meditation. Someone practice the samatha vipassana back and forth, practice samatha, sometimes practice vipassana, sometimes vipassana samatha change back and forth. This kind of practice we call yuga nada. Thế thì quý vị thấy là ở đây nó có thể trong trường hợp của Ngài Subhuti, đó là Ngài thực hành về thiền samatha, thiền chỉ, và đạt tới cái thiền chứng là tầng thiền thứ ba, và sau đó là Ngài chuyển qua thiền quán vipassana và đã đạt tới cái quả vị A-la-hán. Và như vậy thì nó có bốn trường hợp có thể xảy ra. Chúng ta thấy có những người người ta thực hành thiền chỉ samatha và sau đó thì người ta chuyển sang thiền quán, và những cái người như vậy người ta gọi là
Samatha, Yanika. Và rồi có những người thì là người ta thực hành thiền chỉ. Và sau khi mà đã thực hành thiền chỉ xong thì xin lỗi, người ta thực hành về thiền quán Vipassana trước. Và sau khi thực hành thiền Vipassana thì người ta lại chuyển sang thiền chỉ Samatha. Và rồi là có những người, người ta chỉ có thực hành thiền quán Vipassana mà thôi, tức là không có thực hành về thiền chỉ Samatha. Và rồi là có những người, người ta thực hành cả thiền chỉ lẫn thiền quán, à, nó qua lại lẫn nhau, tức là giống như chỉ quán song tu. Như vậy là có bốn trường hợp liên quan tới cái việc thực hành. So this kind of practice, we need to understand how to practice. If we understand how to practice Samatha Yanika, Vipassana Yanika, Sukha Vipassaka, Yuganatha, every practice meditation can gain the meditation benefit. So now our yogis practicing with the money, you know, many meditation center, someone practice with the Mahasi, someone practice the Shuume, Pa'au, Kuinga, the other method here in Vienna also teach the Anapana. So there are many kind of the meditation center teaching, but the important thing is whether we really understand how to practice the Samatha Yanika, Vipassana Yanika, Sukha Vipassaka, Yuganatha. If we know how to practice, then you can see the meditation benefit. Thế thì quý vị thấy là qua những cái ví dụ ở trên thì chúng ta cũng thấy là ở đây cái vấn đề là chúng ta cần phải biết cách thực hành như thế nào, thì chúng ta xem thích hợp với cái loại gì theo bốn cái cách chúng ta vừa đề cập ở trên, tức là chúng ta thực hành về thiền Samatha trước rồi chúng ta chuyển sang Vipassana, hay là chúng ta thực hành Vipassana trước rồi chúng ta lại chuyển qua Samatha, hoặc là chúng ta chỉ thực hành Vipassana mà thôi, hay là chúng ta thực hành cả Samatha và Vipassana, chúng ta luân chuyển như vậy. Thế thì nếu mà chúng ta biết cách thực hành thì tất cả những cái đó nó đều đem lại cho chúng ta có những cái lợi ích. Thì quý vị biết là ở đây chúng ta có rất nhiều thiền sinh, là chúng ta đi tới nhiều các cái trung tâm thiền, chúng ta học nhiều các cái pháp môn khác nhau, thì nào là phương pháp của Mahasi, là phương pháp của Suimin, thế rồi là Pa'au, hay là ở bên phương pháp của Vuenka, và rồi đa số rất nhiều thiền sinh thì người ta cũng làm quen với hơi thở Anapana. Thế thì tất cả những cái đó thì đều để nói lên là nếu như mà chúng ta biết cách hành thiền, chúng ta biết cách sử dụng tất cả các cái phương pháp, kể cả của thiền trì cũng như là thiền quán, thì cũng đều đem lại các cái lợi ích. Vấn đề ở đây là nó tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Some yogis, they are not satisfying their meditation practice. That's why they go to other place, then move to other place, then they move from here and then. Actually, so all are teaching the meditation. Only thing is, we really need to understand how to practice Samatha or how to practice Vipassana. What is the purpose of the Samatha? What is the purpose of the Vipassana? Then if we understand, then meditation is, I can call, a piece of cake. Very easy, not much difficulties, because we understand the method. If we do not understand, even you go many meditation center, you go to see many teachers, then will not be end up going the meditation center, changing the meditation center, seeing the different teacher, will not be end up, because the problem is yourself do not understand the purpose of the Samatha, purpose of the Vipassana, do not understand how to apply the mindfulness. That's why yogi cannot see the benefits of practice. Thì ở đây cái vấn đề quý vị thấy là nếu như mà không nắm được cái phương pháp, nếu không nắm được cái mục tiêu của thiền chỉ và thiền quán ra làm sao, thì chúng ta cũng nhảy từ trường thiền này, chúng ta chuyển sang trường thiền khác, chúng ta học hết pháp môn này rồi chúng ta
học hết các pháp môn khác, thế nhưng mà cuối cùng là chúng ta cũng không đạt được những cái kết quả mà mình đã đặt ra. Thế còn nếu như mà chúng ta đã nắm được các cái phương pháp, chúng ta biết cách quan sát đối tượng, ta hiểu được thế nào là mục đích của thiền trì, thế nào là mục đích của thiền quán, thì chúng ta chỉ cần học một pháp môn và chúng ta duy trì cái việc quan sát của mình, thì quý vị thấy là đã hiểu được về mục tiêu, đã hiểu về phương pháp và cách thức quan sát đối tượng, thì cái việc hành thiền của chúng ta nó trở nên rất là dễ dàng, nó còn dễ hơn cả việc ăn kẹo. Và như vậy thì không còn có khó khăn gì nữa, cái việc hành thiền của chúng ta nhất định là nó sẽ có được những cái lợi ích, những cái kết quả. So as I explained to you, we can practice this metta in any position. So of course sometimes if you have time, you can sit in front of the Buddha statue or Charango or other place. Then close your eyes and like you practice meditation. Then when you practice metta, according to the practice metta's root, we must practice metta ourselves first, yourself first. So then, after you practice metta yourself, like in Bali saying, Mama Mata Pitu Acharyasa Nyati Maitasa. Mama Mata Pitu means that your father and mother, Mama Mata Pitu Acharyasa, your teacher. Nyati Maitasa. So Nyati Maita means the relatives, the friends. Nyati Maitasa Sabrahma Sarinos, your Dhamma friends. So you can practice the Pali or in Vietnamese or Burmese or English. But important thing is you have to practice Metta yourself. That's the one we say in Pali. Aviro homi, avyabejo homi, anigo homi, sukhi adana, pariharami. So there you practice metta yourself, then your father and mother, then imadame arame sabe yogino, imadame arame sabe bhikkhu samriyasa, then sabe sada, so on. This Pali metta is very complete. Everything sabe sada, sabe bana, sabe buddha, also buddhari maya, disaya, vichi maya, disaya. If you know how to say the Pali, also you can memorize this Pali, then when you practice metta, when you practice in Pali also very complete. Thế thì quý vị thấy ở đây, tức là khi mà hành thiền tâm từ thì là chúng ta có thể ngồi trước tượng của Đức Phật, hoặc là người ta chúng ta có thể ngồi ở một cái nơi nào đó nó yên tĩnh, hay là ở bất kỳ một cái tư thế nào mà quý vị cảm thấy là chúng ta có thời gian và có một cái khoảng không thích hợp. Và rồi là chúng ta bắt đầu thực hiện cái việc hành thiền tâm từ. Thì cái nguyên tắc đầu tiên của cái việc hành thiền tâm từ, tức là chúng ta phải ban giải tâm từ cho chính bản thân mình. Vì chỉ khi mà tâm thân chúng ta an lạc thì chúng ta mới có thể làm cho tất cả các cái chúng sinh khác nó được an lạc. Thì chính vì vậy mà cái đối tượng đầu tiên đó là chính bản thân chúng ta. Chúng ta có thể đọc cái câu đó thầm trong đầu bằng tiếng Pali, nếu như mà quý vị nào chúng ta hiểu và thuộc Pali, hoặc là chúng ta có thể đọc bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Việt, hay là bất kỳ một cái ngôn ngữ nào mà quý vị cảm thấy quen thuộc hoặc là quý vị yêu thích. Thế thì cái ý nghĩa đầu tiên trong cái việc mà chúng ta ban giải tâm từ cho chính bản thân mình, tức là cầu mong cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu cho tôi thoát khỏi khổ thân, cầu cho tôi thoát khỏi khổ tâm. Và rồi là khi mà chúng ta đã cảm thấy có được một cái sự an ổn, một cái sự an lạc nhất định, thế rồi là chúng ta sẽ lại ban giải tiếp cho các cái đối tượng, đó là cha mẹ của chúng ta, rồi là thầy tổ của chúng ta, rồi là các cái bạn đạo hữu, các cái bạn đồng tu, rồi là những cái người thân trong gia đình của chúng ta, và tân già là chúng ta ban giải cho tất cả các cái đối tượng khác mà quý vị cũng đã thấy là trong cái bài giải tâm từ mà chúng ta đọc hàng tối, thì là bắt đầu tiên cũng là bắt đầu với bản thân, rồi là với cha mẹ, với thầy tổ, với các bạn đồng tu, và rồi chúng ta tiếp tục ban giải, và cuối cùng là cho tất cả các
chúng sinh, những cái loài có hơi thở, những cái loài trên không, những cái loài dưới nước, vân vân. Và rồi chúng ta ban giải tâm từ theo tất cả các cái hướng. Ở đây là chúng ta thấy là có 10 hướng: đông tây nam bắc, tây bắc tây nam, đông bắc đông nam, hướng trên hướng dưới, vân vân. Và như vậy là nó rất là đầy đủ, nó rất là hoàn chỉnh trong cái việc mà chúng ta thực hành giải tâm từ cho tất cả chúng sinh, cũng như là theo tất cả các cái hướng, không sóc ai. When you practice metta, what you need to focus? You need to focus the what? Avido homi, when you say, avido homi, you have to focus. Avido homi, avya bejo homi, anigo homi, suki adana, pariharami, mama mata pitu, Acariyacha, Nyadimaitacha, Sabrahmacharinocha, Avirahondu, Avyabhichahondu, Anigahondu, Sukhiyadanam, Pariharandu. If you focus the each word, your concentration is only the what means. So when you practice metta also, when you focus the what, your concentration becomes clear and clear, stronger and stronger, your mind also clear and clear, brighter and brighter, because your focus is very well on the object. Thế thì khi mà chúng ta đọc những cái bài tâm từ như thế này, thì cái điều quý vị cần lưu ý ở đây là chúng ta phải tập trung trên những cái ngôn từ mà chúng ta phát ra. Thì trong tất cả cái câu, các cái chữ mà chúng ta phát ra, thì chúng ta cần phải có một cái sự tập trung những cái lời, những cái câu mà chúng ta phát ra. Và khi mà chúng ta đọc ra như vậy, thì cái tâm của chúng ta nó toàn tâm toàn ý, nó hướng tâm ở trên các cái đối tượng đó. Và do cái việc mà chúng ta tập trung như vậy, thì cái định lực nó sẽ được thiết lập và tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Và do cái định lực nó tăng trưởng, thì tâm của chúng ta nó sẽ trở nên an định, nó trở nên trong sáng. Thì chính vì vậy mà khi chúng ta tụng đọc bài tâm từ, thì quý vị lưu ý là chúng ta hãy tập trung trên các cái từ mà chúng ta phát ra, cố gắng là chúng ta tập trung như vậy để cho tâm của chúng ta nó không bị sao lãng và cái định lực nó được thiết lập một cách tốt đẹp. When you practice metta, if you focus very carefully, because you know that our mind is so quick, even you are saying, I will not hold me back, sometimes we are not really focused the word. So just saying what we remember, memorize. So sometimes when we stay with the other people, our mind is not on the object. We just stay following others. So we are not really concentrated. When you practice those kind of metta, the metta will not effective. Your concentration will not be strong enough because you don't really concentrate on the object. If you concentrate on the object, your concentration will be better. Your metta also will be very, very useful because your metta is from your heart. I concentrate, go from your heart. Then this kind of practice metta will be benefit for your concentration or for your others. That's why when you do metta, also concentrate on the object very carefully, saying every word. Thì cái điều mà chúng ta tập trung trên cái đối tượng như vậy thì nó rất là quan trọng. Thì chỉ có khi mà chúng ta tập trung như vậy thì cái năng lực của tâm từ nó mới là mạnh nhất và tốt nhất. Thì lúc này là cái năng lực của tâm từ là nó xuất phát từ trái tim của chúng ta. Thế còn không thì quý vị cũng thấy là nhiều khi chúng ta giống như là có thói quen. Có nhiều người, người ta nhớ mồm thì tụng đọc như vậy, nhưng mà tâm nó có thể là đi chơi lang thang đâu đó. Và rồi là người ta cũng không có toàn tâm toàn ý vào trong cái việc tụng, việc đọc của mình. Thì chắc cái điều này quý vị cũng thấy. Thì do cái việc mà người ta quen đi rồi, người ta quen thuộc cái bài đó rồi, đâm ra là không cần phải nhớ nhiều thì người ta vẫn cứ có thể đọc được. Nhưng mà miệng thì đọc, nhưng mà tâm thì nó lại
không dán trên cái đối tượng, không tập trung trên đối tượng. Và nếu tâm không có thể tập trung trên đối tượng như vậy thì cái năng lực tâm từ của chúng ta nó phát ra không có được mạnh mẽ. Và một điều ở đây, khi mà chúng ta đúc một cái tập trung thì ngay bản thân của chúng ta nó cũng có được nhiều các cái lợi lạc, trước hết là lợi lạc cho bản thân chúng ta, và rồi là chúng ta có thể ban giải và làm lợi lạc cho những người khác. When you have the better concentration, then you can focus more. You can focus the word I will hold me also. You can see your image yourself. So I will hold me. So you can focus the your image or the word. Then so I will hold me. Abya bejo hold me. Anigo homi, suki adanam pariharami, mama madabidu. So if your parents are still alive, you can image your parents or your relatives, your teachers. You can see them practice this way also, very effective your metta or your concentration. Thế thì khi quý vị đọc cái bài tâm từ như thế này, Ahang Awero Homi, tức là ban giải tâm từ ngay cho chính bản thân mình, thì chúng ta có thể hình dung ra bản thân chúng ta. Chúng ta cảm giác như là chúng ta tập trung và ban giải tâm từ cho chúng ta thông qua cái việc mà chúng ta hình dung ra cái hình ảnh của bản thân. Thế rồi tiếp tới là Mama Mata Pitu, tức là cho cha mẹ của chúng ta. Thì lúc này nếu như mà cha mẹ của chúng ta còn tại tiền thì là chúng ta lại hình dung ra hình ảnh của cha mẹ, và chúng ta ban giải, chúng ta tập trung trên đối tượng, và tương tự như vậy thì cho các cái đối tượng khác. So you may have the question, Piero, I have the many friends, many relatives, how can I see those kind of people image? So in the beginning, sometimes you have to focus very carefully. But when your practice metta become better and better, concentration better and better. So you can focus many people at one time, even 20 people or 30 people. Or so because so when you really focus, the mandala image can come up very easily because of the your metta concentration, because of the your practice. So that's why in the beginning, so you have to try to see where you want to practice the passing. You have to see, try to see it. But when you really have the momentum, then when you really focus, those kind of image will come out automatically. That's why don't worry about that. Just try to focus and practice. Thế thì cũng có những người ta cũng đặt ra một cái câu hỏi là bây giờ thì là bạn bè thì nhiều thế, người thân họ hàng thì cũng đông như thế, thì biết làm sao bây giờ? Thì xin quý vị chúng ta cũng đừng có quá lo. Thì khi mà chúng ta thực hành cái thiền tâm từ như thế này, định lực chúng ta nó được tăng trưởng, thì quý vị thấy là những cái hình ảnh đó nó sẽ được tạo ra, và rồi cuối cùng là chúng ta cũng thấy là ngay trong cùng một cái thời điểm, ở những cái hình ảnh đó chúng ta có thể thấy khoảng 20 người hoặc là 30 người. Thì cái điều đó nó cũng đòi hỏi cái thời gian, cái lúc ban đầu là chúng ta cần thực hành để nó tạo ra được một cái đà, cái năng lực của định. Và khi năng lực của định nó đã được thiết lập tốt thì chúng ta sẽ thấy là các cái hình ảnh đó nó sẽ xuất hiện một cách tự động, và có nhiều người chúng ta có thể quan sát ngay trong cùng một thời điểm. When we practice metta, we have to practice later everyone, all beings, including our enemy or someone angry with us or dislike, they don't like it. So, of course, in the beginning, we have to practice metta ourselves, then father and mother. When the metta becomes momentum, then we have to practice the someone do not like us or hate us or show the anger or enemy. So then in the beginning we will see our minds a little hesitated
To practice metta, the metta doesn't really go through those kind of people because we have also some kind of the dosa. So when we practice more and more, even the enemy or someone dislike it or someone don't like it, show the anger, hate, so then the metta will be flourished to everyone. That's why. So of course, enemy should not practice in the beginning for metta, but when the metta becomes momentum, then we can try to everyone all beings. Thực hành niệm tâm từ ở đây là chúng ta sẽ phải ban giải tâm từ cho tất cả các cái chúng sinh, và rồi là những cái đối tượng cuối cùng mà chúng ta sẽ ban giải đó là những cái người mà chúng ta có những cái sân hận, những người mà thù nghịch với chúng ta, hay nói cách khác là những cái người mà chúng ta có thể coi như là kẻ thù, những cái biệt thù của bản thân chúng ta. Thế thì mới đầu chúng ta sẽ thấy là khi mà thấy được những cái hình ảnh đó thì trong tâm của chúng ta nó dường như là có một cái sự khiên cưỡng, một cái sự là bắt buộc, và chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta thấy những cái đối tượng như vậy. Thế nhưng mà chúng ta tiếp tục chúng ta thực hành cái thiền tâm từ, ban giải cho bản thân, ban giải cho những người mà chúng ta thương yêu, và ban giải cho họ hàng bà con vân vân, cho đến khi mà chúng ta đạt được một cái định lực, sức định, và tất cả mọi thứ nó đã được tăng trưởng một cách mạnh mẽ, thì cái việc mà chúng ta ban giải cho các cái đối tượng mà chúng ta không yêu thích, đối tượng mà chúng ta có cái sự sân hận, thì hay là những cái người mà chúng ta có thù địch, thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. So metta means the metta is consideration the other's benefits as our own benefits. We don't have any difference between ourselves, others. So because of the metta, when we have the real metta, then our mind changed. So we have the same metta to everyone. So maybe sometimes a little bit different, but so almost all the time, so we can see the metta, everyone, this is not the someone, my friend, or someone is my supporter, or someone help me a lot, or means metta is help or not help, or support or not support, relatives or not relatives, friend or not friend. So everyone, we feel all beings, including the human beings, all beings, we have the full of the metta for everyone. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta hành thiền tâm từ như thế này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta coi những cái lợi ích, những cái lợi lạc của chúng sinh, của những cái người khác, cũng như là những cái lợi ích, những cái lợi lạc của bản thân mình. Và cái việc mà chúng ta hành thiền tâm từ như thế này là ở những cái mức độ chúng ta đạt được là nó phải phá vỡ đi các cái rào cản, phá vỡ đi các cái giới hạn cho cái việc mà chúng ta thực hành liên tục thiền tâm từ. Thì quý vị cũng thấy là nếu không thì nó sẽ có một cái đường ranh giới nó rất là mỏng manh. Thì có những người là người ta cảm giác như là người ta chỉ yêu quý, người ta chỉ yêu thích những cái người nào mà là bạn bè của mình, là những người hộ độ cho mình, là những người giúp đỡ mình, là những người cưu mang mình. Thế còn những cái đối tượng khác chúng ta lại giải trừ một chút. Thì như vậy là nó vẫn đang còn có những cái sự phân biệt. Thì đó không phải là một cái sự tâm từ, nó không phải là một cái tâm từ thật sự. Thì một cái tâm từ ở đây là chúng ta ban giải một cách bình đẳng, không có phân biệt. Lúc này tất cả các cái rào cản nó đã được phá bỏ, thì chúng ta sẽ thấy tất cả các chúng sinh đó họ đều là như nhau, họ cũng là chúng ta cũng là họ, và không có một cái sự phân biệt nào nữa. Không phải là đây là cái người mà hộ độ, đây là những cái người giúp đỡ tôi, đây là những người cưu mang tôi, thì tất cả những cái ranh giới, những cái rào cản như vậy nó đã được phá bỏ. So between the family, husband and wife left each other, their parents left their children, children left their father and mother, between the aunt, uncle, nephew, niece, those kind of left we call Gyatita Pema Raga, not the Riya Piwa left.
So they left but with their raga. So this metta is the pure love. No attachment or no hope to get something back. So when we see all people rich or poor people, or beautiful or ugly people, so everyone, so every, there's no difference between the native, the nationality. So this pure metta doesn't really have any difference. So everyone, so every the nationalities, so we feel all beings and being human beings, and we see that our pure metta. That's why when we have the pure metta, then our mind become very clear, because we tend to help others not because of to get something. We tend to teach something because of not to get something. So we just trying to teach for their benefit, trying to help for their benefit, trying to talk for their benefit. That's why when we have that pure metta, then our mind become very, very clear and very, very peaceful. Quý vị thấy là bình thường trong gia đình của chúng ta thì là vợ chồng yêu thương lẫn nhau, bố mẹ yêu thương con cái, rồi những người thân trong gia đình. Thì cái sự yêu thương đó nó không phải là một cái tâm từ thuần tịnh, đó là một cái sự yêu thương mà nó bị pha màu, đó là một cái sự luyến ái, đó là prema hay raga trong tiếng Pali, đó là một cái sự luyến ái, một cái tình yêu thương luyến ái không phải là một cái tâm từ thật sự, mà nhiều khi có nhiều người người ta lại lầm tưởng đây là tâm từ. Và khi chúng ta thực hành thiền thì ở đây đặc biệt là đối với cái thiền tâm từ như thế này, tức là chúng ta không cầu mong, chúng ta giúp đỡ không phải là để mong được đền đáp, chúng ta ban giải những cái đó để không mong được đền đáp, chúng ta không phải là giúp đỡ để rồi là để hy vọng là người ta phải giúp đỡ lại mình, hay là chúng ta làm cái điều đó để cầu mong một cái gì đó. Thì ở đây là chúng ta hoàn toàn xuất phát từ cái tình bác ái, chúng ta ban giải tâm từ cho tất cả mọi người và không hề có một cái sự cầu mong, không hề có một cái sự mong muốn được đền đáp nào cả. Và rồi là chúng ta giúp đỡ một cách rất là vô tư và công bằng cho tất cả mọi người, cũng như là khi mà chúng ta dạy dỗ, có những người thì người ta dạy dỗ nhưng mà người ta lại mong cầu một cái điều gì đó, hay là giúp đỡ thì người ta cũng mong cầu một cái điều gì đó. Nhưng mà khi chúng ta đã có được một cái tâm từ thật sự thì chúng ta không hề có cầu mong và cũng không mong muốn có một cái sự đền đáp. Thì như vậy là cái tâm từ của chúng ta nó mới được thuần tịnh. Và khi chúng ta đạt được cái tâm từ thuần tịnh thì tâm của chúng ta nó trở nên trong sáng và rõ ràng. Tâm chúng ta chỉ có thể trở nên trong sáng và rõ ràng khi chúng ta có được một tâm từ thuần tịnh mà thôi. Chứ còn không thì nó cũng lại có một cái sự phân cách rất là mỏng manh giữa tâm từ và cái sự tuyên ái. When we have the metta, then ourselves will be happy and peaceful. Then others, our environment, so will be happy and peaceful too, because since we are peaceful and happy, so no problem, the others also no problem, happy and peaceful, then our society will be more peaceful and more united. That's why I would like to tell you that about the monk story at the time of the Buddha. There were three of the monks, Niruddha, and three monks practicing in the forest. Then once the Buddha visited their place. Thế thì khi mà chúng ta có cái tâm từ như vậy thì chúng ta sẽ trở nên rất là an vui hạnh phúc. Và do chúng ta được an vui hạnh phúc thì là những cái người xung quanh chúng ta, cái môi trường xung quanh chúng ta thì nó cũng trở nên rất là an vui hạnh phúc. Và một cái người thiền sinh, người ta biết cách quan sát cả hai cái kinh nghiệm này thì cái việc mà thực hành của anh ta nó trở nên không còn khó khăn nữa, nó rất là dễ dàng và thuận lợi trên cái đường tu. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta cần phải học cách quan sát đối tượng ra làm sao. Chúng ta quan sát trong những trường hợp gặp kinh nghiệm tốt, và rồi trong những cái trường hợp kinh nghiệm xấu chúng ta cũng phải biết cách quan sát nó, chứ không phải là
Thông thường thì người ta chỉ chấp nhận những cái kinh nghiệm nào là tốt và người ta muốn mau chóng loại bỏ các cái kinh nghiệm xấu. Người ta không mong muốn là cái kinh nghiệm xấu đó nó lại tới nữa, mà chỉ ngóng chờ, chờ mong cho những cái kinh nghiệm tốt nó đã tới rồi thì nó cũng sẽ lại tới nữa. Thì nếu mà làm như thế này thì không thể nào mà có được những cái tiến bộ trong cái việc thiền tập của mình. Và để có thể đạt được những cái mục tiêu lớn lao hơn thì chúng ta cần phải biết cách quan sát tất cả các cái đối tượng, tất cả các cái pháp nó sinh khởi. Mà đã là pháp thì nó bao gồm có cả hai mặt, phải và trái, tốt cũng như là xấu. Thì vấn đề ở đây là người thiền sinh cần phải biết học cả hai cách quan sát các kinh nghiệm tốt cũng như kinh nghiệm xấu trong việc thiền tập của mình. Và như vậy thì cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ đạt được những cái kết quả cũng như là thuận lợi trên con đường tu tập. So we need to remember the purpose of practice meditation. The purpose of practice meditation is to see the nature of the, our body and mind. Then when we see the nature of the body and mind, sometimes we see sukha, dukkha, sometimes we see the upekkha. So the purpose is we just observe the sukha to know the characteristics of the sukha, to know the dukkha, characteristics of the dukkha, upekkha. But we are not trying to see the dukkha as complaint, sukha as attachment. We try to observe the sukha, dukkha, characteristics of the sukha, dukkha, the upekkha. Then we clearly see those kind of the characteristics of the sukha, dukkha. So then anicca, dukkha, anatta will be very, very obvious. Then our mind will be more mature and mature to seeing the anicca, dukkha, anatta. That's why today I would like to also remind our yogis, the purpose of our meditation is to see the dukkha, dukkha, upekkha, characteristics of the dukkha, dukkha, upekkha, anicca, dukkha, anatta, not to keep good experience, not to complain the bad experience, to see those kind of things we are practicing. That's why please practice this way and understanding Dhamma and reach the final goal. That's all for tonight. Thế thì quý vị thấy là quay trở lại vấn đề ở đây, chúng ta cũng phải cần hiểu mục đích của việc hành thiền. Thì như đã nói trong những cái bài pháp thoại trước đây, mục đích của việc hành thiền đó là để chúng ta hiểu về bản chất của các cái hiện tượng sanh khởi trên thân và tâm của mình. Và khi hiểu về các cái bản chất của hiện tượng như thế này thì chúng ta thấy bản chất của nó thì nó bao gồm có cả những cái lạc, khổ và trung tính. Thì đối với những cái cảm thọ khổ thì chúng ta không có phản nàn, đối với các cái cảm thọ lạc chúng ta cũng không có dính mắc, thì chúng ta đều tránh cả hai cái thái cực. Như vậy chúng ta luôn luôn ghi nhận các hiện tượng đúng với bản chất của nó. Và ở đây quý vị thấy là cho dù nó là lạc, nó là khổ hay nó là trung tính đi chăng nữa thì không có gì khác hơn bản chất của nó chính là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta thấy được đúng với bản chất như là nó đang hiện có. Và khi đã quan sát được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó luôn luôn có được một cái sự thực hành đúng đắn. Và nó, vì là nó hiểu được mục đích của việc hành thiền thì chính vì vậy mà trong cái khóa tu này tôi cũng xin khuyến khích và chắc chắn tất cả quý vị chúng ta hãy cố gắng tu tập để cho chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn, xác định được một cái mục đích của cái việc hành thiền, để cho cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ đạt được kết quả. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.